hậu, Ngọc Châu khóc nức nở đội tang cho mẹ. Người run bần bật nép sau cánh cửa nhìn mọi người chuẩn bị lễ tang cho đấng sinh thành. Dự định cùng mẹ làm những chuyện chưa từng làm, mãn nguyện khi đã kịp đưa mẹ trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay. Đây là lần đầu tiên mẹ đi máy bay. Lên máy bay thì mẹ ngồi nhìn ra cửa sổ rất là nhiều. Mình cũng có chỉ cho mẹ xem là bầu trời cao như thế nào. Thì mình cảm thấy là rất là hạnh phúc ấy, khi mà mình có thể giúp thực hiện một cái điều cùng với mẹ mà mẹ đó giờ chưa làm được. Cháu thấy rất là vui ở cái chuyện đó. Và cháu trong lòng mình cũng nuôi một cái ý tưởng, một cái tâm niệm rằng là sau này mình sẽ cùng mẹ trải nghiệm những cái lần đầu tiên mà mẹ chưa làm được. Vua lễ vu lan báo hiếu lại về. Con gái giờ đây một cô cha mẹ, mãi mãi cài trên áo đóa hoa hồng trắng. Trận mưa sợ mẹ đi luôn mà mẹ không có về. Nếu mẹ không có đi đâu, giá nào mẹ cũng về hết. Chứ mẹ đâu có đi đâu mà tụi con sợ. Không có đâu, mẹ nuôi tụi con chứ mẹ không có bỏ. Ngày 13 tháng 8, lễ tang của bà Đặng Thị Gái, mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Châu chính thức diễn ra với sự tham gia của người thân trong gia đình. Ngôi nhà của nàng hậu ngập tràn không khí tang thương, mỗi người một tay chu toàn hậu sự cho bà. Ngọc Châu đã hủy mọi lịch trình công việc, tức tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh để gặp mẹ mình lần cuối. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà mỗi đứa con làm việc xa nhà không bao giờ dám nghĩ đến. Chẳng ai ngờ rằng người phụ nữ với gương mặt hiền lành, tính tình tốt bụng lại ra đi sớm như thế. Trở về nhà, không còn thấy mẹ nở nụ cười đón mình như xưa. Ngọc Châu à khóc như một đứa trẻ nép sau cánh cửa nhìn mọi người lo tang lễ cho mẹ mình. Có lẽ cho đến giây phút này, cô vẫn chưa tin mẹ đã ra đi mãi mãi. Hình ảnh Ngọc Châu mặc áo dài trắng, quỳ trước linh cữu mẹ mình, cúi đầu nhận khăn tang khiến ai cũng xót xa. Vậy là chính từ thời khắc này trở đi, ba chị em cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mùa vu lan báo hiếu lại về, năm nay Ngọc Châu cùng chị gái và em trai sẽ không còn cài hoa màu hồng như trước mà sẽ là hoa hồng trắng, màu của những người con không còn ba mẹ trên đời. CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng thay mặt gia quyến gửi thông tin cáo phó của mẹ Ngọc Châu. Bà Đặng Thị Gái từ trần lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 8, lễ viếng bắt đầu từ 21 giờ ngày 13 tháng 8. Lễ di quan diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Linh cữu được an táng tại nghĩa trang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Phía công ty quản lý cũng chính thức gửi thông báo đến quý đối tác, khán giả về việc Ngọc Châu sẽ tạm dừng mọi hoạt động và tạm hoãn các kế hoạch đã định để dành thời gian ở bên gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Bản thân cô và công ty mong nhận được sự thông cảm từ tất cả mọi người. Đông đảo các sao Việt, bạn bè, đồng nghiệp ai nấy cũng bàng hoàng khi hay tin dữ. Mọi người gửi lời động viên, an ủi Ngọc Châu và gia đình mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Trước đó, mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu đã gặp sự cố giao thông nghiêm trọng tại quê nhà Tây Ninh khi đang di chuyển trên đường. Người dân đã nhanh chóng đưa vào viện để cấp cứu nhưng bà không qua khỏi. Đối với Ngọc Châu, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là động lực để cô phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Bà là hậu phương vững chắc, là bến đỗ an toàn mỗi khi con gái cần một chỗ dựa giữa bộn bề quần quay cơm áo gạo tiền. Môi của mẹ, vòng tay của mẹ cũng là nơi ấm áp nhất mà Ngọc Châu tìm về sau những ngày vất vả vì lịch trình dày đặc. Cả cuộc đời của bà đều hy sinh cho các con. Từ khi chồng mất, bà một mình vừa đi làm kiếm tiền, vừa nuôi dạy các con mình nên người. Tình yêu thương vô bờ của mẹ đã nuôi dưỡng ba chị em Ngọc Châu trở thành những con người có ích cho đời. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.